Trần Anh vừa về vùng một mắt đe nè anh em, mắt đe hàng nhập nè, mắt đe 6 nha bà con nha. Đây phong diễn của em nó cực kỳ đẹp luôn, nước sơn đỏ nè. Chủ nhà chạy chăm em nó như con luôn nha cô chú anh chị, vì chạy nốt phía sau nè. Đây anh em lên cái dàn mâm đẹp không, bốn vỏ chủ nhà thay máy tinh nè, bốn vỏ đâu đó còn được 90%, gầm vọng ở dưới là không có dấu hiệu là mục mọt nha. Sơn xi màu đỏ có một hai chỗ là sơn nó chày, thì bây giờ Trần Anh cho đi dọn. Đăng kiểm tháng 7/2024 nè anh chị nha. Form dáng đẹp, bốn quả vỏ mới lắm. Gia đình anh em lấy mua mẫu này đi tập chạy tập lái quá tuyệt vời. Đèn của em nó đèn thủy tinh hết nguyên bản nguyên xi nhá. Sơn có một hai chỗ là chày ở trên cản với lại bên hông, thì bây giờ Trần Anh cho đi dập luôn nha anh em. Đây anh em nè, sơn nó bị chày nè, chủ nhà người ta ghe nó bị chày sơn đây một tí xíu. Trần Anh sẽ cho đi dập cho anh em, làm đẹp cho anh em luôn. Giá cực kỳ là yêu thương, mẫu này mua và tập chạy tập lái đi em này hết bài luôn. Đây là nội thất option ở trong nè anh chị, coi đời chín mấy và cái dàn nỉ của nó, chủ nhà không có chạy đâu, nói chung là chủ nhà lớn tuổi rồi. Đây là bộ nỉ nè anh chị, thấy đẹp không? Nó tìm đâu ra được một cái chiếc xe mà nó hoàn hảo như thế này, có cỏ thôi mà đẹp lắm nè. Hay học thì tay cũng bằng nỉ hết toàn bộ, phía sau là hai loa nghe nhạc đầy đủ các tính năng nha. Dàn chân cũng đã lên full toàn bộ hệ thống chân caro 5D mới tinh tappy nè, bốn cánh chính điện, hệ thống báo đèn báo cửa, nhung của em nó còn nguyên xi hết, hệ thống kêu chỉ là nguyên xi nha bà con. Đây cô chú anh chị nhìn đẹp không? Cái thứ hai là nhìn cái vô lăng nè, vô lăng của nó là không có một tí tì vết luôn, ghế option ở trong là nguyên bản là nỉ hết mới tinh nè. Chạy em này là 2.0 nha anh em, chạy đâu đó cũng rơi cho anh em nằm tầm cỡ 8 lít gì đó. Đây anh em trải nghiệm mà. Đồng hồ của em nó đồng hồ bản đủ luôn. Mazda thì đi thì em này cực kỳ là sướng. Vô coi đi. Mazda đây là cực kỳ sướng luôn. Tất cả các tính năng hệ thống ưu tiên. Đây là switch. Đây. Máy lạnh. Đây máy lạnh nè. Đó, máy lạnh mở phát lạnh ngắt rồi nha anh chị. Dòng này có chế độ quạt đảo nữa nè. Đó, đảo quạt nè anh chị thấy không? Táp lô, táp bi, đẹp không? Nguyên xi hết từ phần củ số nè, 5 cấp số nha anh em. Trang bị đầu MB3 nghe nhạc thôi, cái đầu rin của đầu băng nó còn nguyên xi. Đây là đầu băng nè, nó còn theo xe hết nha bà con cô bác. Hệ thống chỉnh đèn sáng tối đang hoạt động luôn. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần khoang động cơ máy nha. Cục máy nổ bao phê cho anh em. Đó được cái xe sạch lắm anh chị, thấy dàn nỉ không? Dàn nỉ là mới mới tinh luôn anh em. Ở gia đình đi mẫu này ok. Giá 75 triệu mẫu này, anh em mua cho anh sẽ bớt cho 5 triệu. Sơn xi cho anh này có một hai chỗ cho anh về cho anh dọn dẹp làm đẹp hết cho. Được cái màu đỏ anh chị nha. Màu đỏ đi thì ok. Đây, chủ nhà đi 4 vỏ Michelin mới tinh. Thay mới tinh luôn anh em. Đây đang phục máy rồi, máy móc chạy qua thời gian có canh chỉnh có làm máy rồi. Xài toàn bộ hệ thống len cô đi, hệ thống bô chống nóng, không có dấu hiệu để xét rỉ. Bốn máy nha, 8-9 lít gì đó, mẫu này quay đầu xe không có tí đồ hơi, nói chung xe này chạy từ Long An về cho Trường Anh. Xài toàn bộ hệ thống bếp full nha anh em. Bên đây chúng ta sẽ có dầu trợ lực nè. Mặt đèn đang kia loa. Hai bên lường là không có đâm pha lỗi lầm trên chiếc xe nha anh em. Nắp capo nè, nắp capo là nguyên xi hết. Đây là tem cho nắp capo nó còn theo xe nè. Được hết sạch sẽ. Đó em dọn hết rồi. Đèn là full led hết toàn diện. Tem vàng xương đầu nguyên xi. Anh chị nào quan tâm mẫu này thì anh chị alo cho Trần Anh ô tô. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm cùng với Trần Anh nha. Gầm bề là bao đẹp. Anh chị.
gầm bể là không có tí gọi là một bọ như phần gầm ra đây. Đó, sạch sẽ không? Mẹ chrome từ phần kính phía sau nè, kính phía sau cũng mẹ toàn bộ chrome nè, hai bên viền cũng mẹ toàn bộ chrome hết toàn diện trên chiếc xe nè. Cốp trong rộng rãi nha anh em. Đây là phần cốp nè. Anh em là mới có bằng lấy mẫu được về tập chạy tập lái mẫu này. Ok luôn, không một tí là một mọ dưới phần cốp. Rồi anh chị quan tâm Mazda thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Rồi em chào bà con cô bác nha.